vô cái thịt ngã gì nè thôi miệng được rồi ờ nữa con qua mời để gì rồi trong lòng này cũng mẹ ở gần mà mày không mời gì mời hai chú này chú này gì có ảnh nói nhờ chú anh Khải ảnh có sách nữa rồi mà trước sao mà trước ừ, mời cô nó nữa kìa à. À. Chị ba uống gì vậy? Em mới uống gì đó mẹ. Ngồi hỏi chỉ à, coi hết cái gà chưa chỉ bị sưng nữa. Ai? Chị Tiền. Chị Tiền hả? Dạ, Tiền chị Tiền Kim á. Dạ. Ừ. Anh có cái số của chị không? Không, anh đâu có làm gì có, không có. Chuyện qua có mà. Có, một hồi anh bấm rồi cho anh nghe hỏi chỉ thôi coi. Cái số mấy cuối? 10 giờ mà chú lui á. Hả? Lui á. Lui nhiều. Giờ anh bấm lên thấy cái số mà nhiều đuôi là biết rồi. Nhiều đuôi sao biết? Sao biết? Cưng lưu tên gì? Cưng lưu tên gì? Em lưu tên gì? Hả? Em lưu chỉ tên gì? Tên Tiền Kim. Tiền Kim hả? Thì bấm chữ Tiền Kim kiếm. Gì à, em kêu qua bấm kèm cái số của chỉ lên á. Đâu vậy đưa điện thoại em coi. Lên trong cái số của chị xong có bấm bấm lên Tuấn bấm được á bấm anh có bấm lên thì có gì hả có nè em đang gọi nè dạ hỏi coi cái giò chỉ hết thì mình chừng vừa bấm nghe nóng rồi mà chừng biết nên mở loa mời cô chú anh chị bạn uống nước với em với anh Khải với chị Ba nha. Em uống canh muối, có người bệnh quá trời cô chú anh chị bạn. Chị Ba uống đi uống mới đi chứ không thôi cũng không uống nước đá nó đau họng quá trời. Coi không được. Không được hả? Hôm nay đi qua cái quán của bác Hằng Sông. Quán này là quán cà phê vườn. Hả bác ha? Đây đây anh em mời anh gọi lại coi. Quán cà phê vườn. Ngon không một ba? Ngon. Gói không được rồi chị ơi. Ừ. Trả lại đi. Ngon anh không có cái dấu của chị hả? Sao đó đó? Ừ. Gói không được rồi. Chắc là chỉ là quà bình thường làm cộng rồi. Chắc vậy mà. Ừ. Ngày bữa chiều dắt này bị nghe phải không? Ba. Dạ. Mày có được quay phim hoài tao mấy chú mà không quay cái gì được. Ba uống cái gì nha chú ba? Đá nè sữa. Dạ. Yeah. Uống sữa cho mập lên ha. Em uống hoài chứ gì. Chứ uống thuốc à, cứ chuyện trò cho thuốc hợp á. Còn không? Bữa nào? Còn. Hết. Chị nào hết em cứ chịu anh điện cho chị anh trò gửi cho em hộp nữa. Gì hả? Dạ. Nước là gì? Dạ. Buồn quá căn bản nghe chứ. Ê bác gái có đi đám người ta được không? Chị hôm qua đi đám cúng anh người thứ ba rồi đi dẫn có gì hả qua đi đám nữa hả có chứ hôm qua chị cúng nhỏ mặn có chừng 2 năm rải bàn với ăn trình qua chứ ở trước bàn nữa vì là người ta làm nhỏ ha dạ. Lớn gì mời nhiều còn này gì ít gì mời ít ngồi vòng vòng bà con bên đây với vòng vòng vậy đó
Vậy không phải có đem tiền thôi không chị Ba? Không. Có con tiền ảnh mua cho 50 con 38% nữa. Hết vậy là không phải uống thiếu. Ừ, uống thiếu. Thiếu gì bữa trả. Ừ. Chứ không đem tiền sao trả? Trả trả tiền nè. Ừ. Vậy em trả chừng nào à? Em trả rồi sao? Không có tiền lấy gì trả. Trời ơi. Thiếu. Không đem tiền mà nó rồi trả. Thiếu. Trời thiếu rồi gì? Có gì trả. Có gì em trả liền chứ em. Hỏi bác xui đâu có cho thiếu đâu à. Trời sao không cho em mua nước cái chén hoài có lại em hoài em trả rồi. Thì dạ. Ừ. Bác xui nó bán là giờ là bác xui là bán không cho thiếu ai thiếu nữa chứ. Có. Giờ đâu tiền đâu trả bây giờ bác. Ngọc Ba nó là hết tiền rồi trong túi rồi bác Chui ơi. Rồi sao trả tiền nước nè, chết rồi. trả tiền nước nè. Nó anh nữa. Anh nữa. Thiếu là đâu cho thiếu đâu mà thiếu. Em thiếu luôn con. Cậu giờ có gì giờ có qua trả. Vậy là đây là em thiếu được là tụi anh thiếu không được phải không? Em danh dự thiếu rồi à, đâu có chừng nào qua trả rồi à, không ai nói ta còn cảm ơn. Nói cảm ơn nữa. Danh dự luôn nha. Dám. Rồi đúng rồi. Dạ. Dám nói là danh dự nó nói là thiếu được đó. Ý là nói danh dự là thiếu được đó. Anh Giang nói bác Chui nó là mua đi chừng nào có trả cho anh cũng được. Anh không qua ông trời em chết quay mua cá cái giờ nói là thiếu được không nói mua chừng nào mà trả cũng được cơ hết trơn á. Danh dự mà mình danh dự mà trời ơi mình đúng là hứa gì mình trả chứ kể gì. Đúng rồi. Trễ rồi. Vậy một ba danh dự quá trời gặp anh là không có uống thiếu được nữa nè. Mối lớn ở đây mà. Mối mà. Cha Ngọc Ba mà tới đám cưới chắc mời sớm linh đình hết trơn coi. Nhóc luôn. Nhóc luôn. Lại hết trơn nhà luôn. Nhà khách ở trước đó. Cái thằng Lan vô bước lên. Cắt nhà tắm đồ bồn cầu ở trong luôn. Xài nước ở trong đó. Nha. Yeah. Đầy đủ hết trơn luôn. Uống từ từ đấy. Uống từ nè. Ngon không? Ngon. Quá ngon ha. Quan trọng cái không có tiền trả nè, chết luôn không biết làm sao nữa. Vậy à, ca cho bài cái rồi. Ca cho bài về á. Ca rồi đi. Vậy à, giờ. Anh tặng. Thì ca bán gì đi? Giờ ca bán gì? Ca được không? À, chị à, ca nhà một tiếng quen. Cái nhà một tiếng hoài. Cái bài đó hoài. Cái bài khác đi. Cái bài khác đi. Cái bài gì khác không? Chị à, Lan cũng được. Lan gì đẹp á. Ừ, Lan đẹp đi. Lan đẹp đó, anh không chịu thôi. Chịu. Lan đẹp đó, cái gọi mượn em ca nữa khúc mà không tới chưa có thuộc cái bài kia. Thôi được gọi ca đâu cũng được, gọi ca đi nó gài nó gài. Bất cỡ nó ghê quá, bất cỡ thiệt. Thôi, thì khỏi ca đâu. Khỏi ca đâu. Rồi tới nữ tăng gia là lên ca nha. Rồi. Rồi tới nữ tăng gia lên ca nha. Đúng rồi. Ca hả chị? Tăng gia. Có, chơi chừng ngày. Thì là tăng gia ca. Mới ca, cứ bây giờ cỡ rồi, chui rồi. Cỡ rồi. Cỡ là hát nhạc sống luôn nha. Lên đăng ký ca luôn, hát luôn. Đó. Tới đó là vô nhà ba quậy lên đình luôn ở đây. Uống bia cho thoải mái luôn. Ừ. Thoải mái luôn.
tới đó cùng mời bác chui qua ấy nữa kia rồi. Mời phải đưa thiệp bác xui rồi nha. Có, chị qua mời á. Ừ. Có, chứ làm gì không có. Chị chứ từ cũng mua mời thiệp đó, bỏm. Ừ. Mời mấy giờ chị rồi qua mời chứ có gì không. Ừ. Dạ, quý vị khán đến đây xin kết thúc nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi nha. Chào, mình chào và hẹn gặp lại. Trà thì uống nước để.